thôi, nhỏ kia kêu khó nè. Rồi xe bắt đầu lăn bánh nha các bạn nha. Giờ tôi chính thức rồi, bắt đầu ra máy bay nha. Ra chờ các bạn. Đứng bên đây là ít máy bay rồi. Đây là xe không. Cửa tự động các bạn, tự động khi mà máy bay xuống thì xe ngừng tự động cửa nó mở nha. Đây là bộ phận điều điều khiển trung lưu các bạn, chỗ này cũng trung lưu. Đổi xa dữ ta. Nè, con ngon không nè. Nè, ngon nè. Đấy. Chào ông, con chào ông. Chào ông đi, chào ông đi. Con phải tên này chào ông. Đấy. Ngoan nhà, ngoan nhà. Ơi. Về mở tivi coi nha. Dạ. Giờ 4 giờ mở tivi coi nha, có con tên tivi nha. Dạ, con trai. Nè, ông. Con tên gì? Con gì? Bún. Trên chuyến bay có nhiều em bé lắm các bạn. Mình thì mình với thủ trưởng có hai cái ghế ngồi, nhưng mà mình ưu tiên cho em bé này có em nhỏ. Mình đứng để mình thôi, nó đậu xa vậy nè, chứ máy bay mình đậu túi kia các bạn ơi. Mình bay thì lên xa chắc có cây số. Mình chờ cái mình sẽ review xem chiếc máy bay Vietjet để cho các bạn xem nha. Đây. Đây. Hai chiếc này là mình sẽ bay một chiếc, ba chiếc luôn. Và chuẩn bị nhé. Chiếc này đang đổi nhiên liệu cho bạn, đang vô nhiên liệu đấy. Đây. Ở đây bộ này đang kiểm tra đây. Đây. Mấy chiếc Việt đẹp luôn. Cái cánh đầu cuối. Đây, mấy chiếc này cơ quan kỹ thuật đang kiểm tra các bạn đấy. Mấy các bạn thấy không? Ừ, chà. Kia là các chiếc mình là chiếc cuối cùng nè. Cà gà đúng rồi, chiếc người ta đang, chiếc người ta đang lên kìa. Khả năng là chiếc này rồi nè. Đây, khách lên quá trời đi các bạn. Ủa lên đây còn kiếp ra một cái nữa hả? Kiếp nữa. Kiếp ra nữa. Kiếp ra nhiều thế. Ghê thật. Nó tới đây mà còn kiếp ra. Sắt sẽ lên máy bay. Mình cũng mấy đường điện thoại như vậy nãy. Rồi giờ chuẩn bị xuống nha mọi người. Là mình chính thức là đi chiếc này nha các bạn nha. Nhỏ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
không gian hơi ồn các bạn. Đây. Tạm thời mình cúp máy nha các bạn. Máy từ đây nha. Cúp máy các bạn nha, cúp máy nha. Đây, mình đang ở trên đường vô vùng lái các bạn. Đây khách ta đang lên đây. À, khách ta đang lên đây. Rồi, mình vào lái nha. Chào em. Dạ, chào nhân viên phục vụ trên máy bay nha các bạn. Rất đẹp trai, nói chuyện rất là nhau nhã nha. Số mình số mấy đây? Hết rồi. Bây giờ mình không biết số mình số mấy các bạn, để mình đang kiếm đây. Mình chuẩn đồ ta. Chết rồi. Không biết cái ghế mình ở đâu đây. Rồi rồi rồi. Mình đang trên máy bay với thủ trưởng các bạn. Mình lén lén quay cho xíu. Trong thời gian hai chị trò đang ngồi trên máy bay chờ cất cánh. Quay nếu mà quay người ta thấy thấy ra mình hay để mình lén lén rồi quay xíu rồi. Cho xíu mình đang trên máy bay. Rồi thôi các bạn nha.